tiền của em là đau ngay ở bên chân trái với lại ở chân phải, đau không đi được, ngồi cũng không ngồi được, ngủ cũng ngủ được, đi lại làm việc cũng vất vả, không đi được. Thì bạn này thì bạn ấy, từ năm 2016 thì bạn đã bị thoát vị và đã được phẫu thuật ở tại các bệnh viện tuyến trung ương ở Hà Nội. Trước điều trị ở trên tuyến các tuyến trung ương rồi mà không được. Thì cái phương pháp phẫu thuật của cái năm đó thì nó là ít xâm lấn và tối thiểu. Thì sau 5 năm bạn ấy bị đau lại và cái đi lại rất là khó khăn, đã có cái biểu hiện của tê một bên cái chân trái, người đi nghiêng về một bên và đi thì phải bắt buộc phải nghỉ và mất hoàn toàn cái chức năng lao động. Bởi vì có người nhà là cũng điều trị ở đây rồi thì mình cũng qua mình tìm hiểu thì là rất nhiều nơi, và đến khi mình tìm hiểu bệnh viện Đa khoa Hợp Lực là nơi cuối cùng để mình điều trị, là mình tin tưởng để mình điều trị ở đây. Sau khi chụp cái phim MRI thì phim của bệnh nhân thì nó có rất là rõ cái thoát vị địa đệm cái L4-5 lệch sang bên trái. Sau khi hội chẩn và khảo sát về mức độ thì ở khoa quyết định phẫu thuật thì lấy hoàn toàn cái khối thoát vị địa đệm và hàn liên thân đốt sống L4-5 thay bằng miếng ghép nhân tạo. Hiện tại mình phẫu thuật rồi thì là mình cảm thấy là rất nhẹ nhõm, không đau nữa. Thì sau 3 ngày phẫu thuật thì tình trạng bệnh nhân đã tự ngồi dậy và đi lại được. Vết mổ thì khô đẹp và dẫn lưu thì đang còn được khoảng 50 ml, thì cái khả năng chiều nay thể sẽ rút, ngày thứ 3 sẽ rút cái dẫn lưu và bệnh nhân gần như là phục hồi được hoàn toàn. Về mặt chân thì bệnh nhân hết đau hoàn toàn. Đấy, bây giờ chỉ còn lại là đau cái vết mổ nhẹ. Các y bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Hợp Lực rất giỏi về chuyên môn và rất tận tình chu đáo với lại bệnh nhân.